Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế, đặc biệt là tin tức khai thác dầu mỏ khí đốt khí hóa lỏng từ hai dự án Sakhalin 1 và Sakhalin 2. Và đặc biệt đây là một quyết định của Tổng thống Vladimir Putin khi mà quyết định phong tỏa và có thể nói là tịch thu các cổ phần của các công ty nhật ở các dự án khai thác dầu mỏ khai thác khí đốt khí hóa lỏng của nga thưa quý vị nói chung là chúng ta cũng biết nhật bản theo đuôi phương tây và hoa kỳ đã rất hăng hái cấm vận và chống nga thưa quý vị tuy nhiên về vấn đề năng lượng thì lại ở chiều ngược lại khi có những công ty của Nhật lại tham gia sâu vào các dự án khai thác dầu mỏ khí đốt khí hoa lỏng của nước Nga chẳng hạn dự án Sakhalin 2, Sakhalin 1 và chúng ta cũng biết rằng Nhật Bản có những cái tranh chấp về vấn đề lãnh hải hải đảo đối với một số đảo ở vùng tiếp giáp hai bên giữa Nga và Nhật Bản thưa quý vị. Và Nhật Bản thì uh, nói rằng là Nga đã chiếm đóng trái phép một số đảo, chuỗi đảo của Nhật Bản. Do đó là lúc nào cũng có những sự tranh chấp về vấn đề lãnh hại đối với uh, nước Nga và vấn đề uh, vùng đặc quyền kinh tế theo UN Clause 1982 thưa quý vị. Thì chúng ta cũng biết rằng sau Thế chiến thứ hai thì nước Nga với tư cách là một quốc gia thắng trận cho nên đã chiếm một số đảo mà trước đó thuộc quần đảo Kuril của Nhật. Và từ đó đến nay thì Nga không trả lại cho Nhật. Và với cái việc chiếm đóng đó thì Nga đương nhiên được thụ hưởng 200 km à, tính từ đảo ra biên giới biển thưa quý vị và đó là vùng đặc quyền kinh tế của Nga thì à, trở lại vấn đề năng lượng đối với Nhật Bản thì có thể nói là à, Nhật Bản chỉ khai thác được có 1% nhu cầu năng lượng và 99% là phải nhập khẩu từ nước ngoài và nước nào là có lợi cho Nhật Bản trong cái vấn đề cung cấp năng lượng à, xin thưa đó là nước Nga với việc khai thác dầu mỏ khí đốt khí hoa lỏng từ hai dự án Sakhalin 1 và Sakhalin 2 thì trong vòng vài ba ngày trung bình là ba ngày thì những sản phẩm đó có thể đến với Nhật Bản trong khi những sản phẩm tương tự dầu mỏ khí đốt khí hoa lỏng đến từ Trung Đông thì phải mất trung bình hai tuần lễ thưa quý vị thậm chí có thể hơn còn những khí đốt, khí hoa lỏng đến từ nước Mỹ thì trung bình tới 4 tuần lễ thưa quý vị. Nói chung là nước xa không cứu được lứa gần thưa quý vị. Và nhu cầu của Nhật Bản thì ai cũng biết là một nền kinh tế công nghiệp chủ đạo cho nên rất cần sử dụng điện, chạy máy phát điện, nhà máy điện vân vân thưa quý vị. Thì nhu cầu lên tới 99% nhập khẩu Thì trong đó nước Nga chiếm khoảng 60% thưa quý vị Trong cái nhu cầu mà 10 triệu tấn dầu mỏ Thì Nga cung cấp lên tới 6 triệu tấn thưa quý vị Vân vân để cho quý vị thấy là nước Nhật Giống như là phải sống bám vào nước Nga về vấn đề năng lượng. Vì chúng ta biết là khi mà nhập khẩu ở những nguồn khác vừa xa và vừa mắc tiền hơn thưa quý vị. Đó là cái giá mà nhập nếu muốn nhập khẩu từ các nước khác như Hoa Kỳ, Trung Đông vân vân hoặc là thậm chí là Úc thì cái khoảng cách đường vận chuyển khá xa cho nên chi phí nó tăng cao trong khi Nga thì gần nhật hơn chỉ cần có 3 ngày do đó chi phí giá thành rẻ hơn thưa quý vị tuy nhiên qua cuộc chiến ukraine và nga qua chiến dịch quân sự đặc biệt của nga đối với ukraine thì nhật đứng theo phe những quốc gia liên âu hoa kỳ phương tây và chống nga thậm chí áp dụng một số biện pháp cấm vận như là cấm vận phong tỏa hệ thống nhà băng, hệ thống thanh toán tiền tệ của Swift Code tức là không cho nhà băng của Nga hoạt động theo thông lệ quốc tế đối với Nhật Bản vân vân thưa quý vị. Thì để, để trả đũa là lúc đầu phía Nga phong tỏa và bây giờ phía Nga tiến tới là tịch thu cổ phần của những công ty đầu tư vào nga chẳng hạn như công ty Mitsu với 12,5%, công ty Mitsubishi CP với trên 15% cổ phần trong dự án Sakhalin 2 vân vân, thưa quý vị. đi có thể nói rằng với cái quyết định mới nhất của ông tổng thống Vladimir Putin à, cho thấy rằng là nhật bị thiệt hại ít nhất là 10 tỷ xin 15 tỷ đô la trước mắt thưa quý vị trong khi các quốc gia khác chẳng hạn như Anh Mỹ với các phần hùng của các công ty như Chevron, Sunoco rồi Ấn Độ như Sudeco vân vân thì khi mà cuộc chiến Ukraine với Nga nổ ra thì họ rút lui thưa quý vị chẳng hạn như công ty Chevron của Hoa Kỳ tìm cách bán lại cổ phần tháo chạy vân vân thưa quý vị. Thì các công ty của Nhật Bản ngược lại lại tìm cách bám trụ bám vào các dự án vân vân và kết quả là bị phong tỏa và cuối cùng là bị tịch thu vân vân thưa quý vị nói chung mà thiệt hại của các công ty Nhật rất lớn nhưng mà chúng ta cũng hiểu là vì họ phải lệ thuộc 99% năng lượng nhập khẩu từ quý vị không có cái cách gì hơn là phải chịu thiệt hại như thế còn nếu mà bỏ chạy từ hồi ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì các công ty Nhật có thể đã ít thiệt hại hơn à, tuy nhiên họ quyết bám trụ và cuối cùng với cái chính sách thù địch đối với nước Nga thì họ cũng không thành công trong cái việc mà lấy dầu mỏ của Nga giá rẻ mà đem cung cấp cho Nhật. Thì với cái việc tiếp tục thù địch như thế thì có thể nói rằng Nhật đang và sắp lâm vào cái tình trạng khốn đốn khi mà lạm phát tăng cao và cái giá năng lượng nhập khẩu tăng cao thưa quý vị phải mua giá cao thì đương nhiên phải bán giá cao chẳng có công ty nào dạy dột mua giá cao từ Trung Đông từ Hoa Kỳ lại đi bán rẻ ở Nhật cả khiến cho đời sống của người Nhật chắc chắn sẽ lao đào theo thì có thể nói chúng ta cũng đã biết qua cái vụ ám sát của ông cụ cố Thủ tướng Shinzo Abe cho thấy rồi có những người dân Nhật cũng rất nghèo khổ và cầm phẫn vào cái việc mà điều hành của những người chính trị gia và hiện nay thì nhật đang thắt chặt an ninh vì biết rằng là có một bộ phận người dân nhật cũng đang sống trong nghèo khó nghèo khổ vân vân à, không phải ai sống ở nhật cũng sung sướng cả thưa quý vị và thậm chí khi mà quá nghèo khổ nghèo khó thì họ sẵn sàng manh động đi ám sát các vị chính trị gia vân vân thưa quý vị thì có thể nói với cái việc mà Nga phong tỏa và cấm vận ngược lại đối với Nhật thì hiện nay Nhật đang hết sức lúng túng để giải quyết cái bài toán năng lượng thưa quý vị, Một là phải trả giá cao cho các hợp đồng đang có và nếu muốn mua thì trong tương lai phải đến năm 2026 thì một số quốc gia mới có khả năng là xuất khẩu Chẳng hạn như khí, khí hóa lỏng à, Cho nước Nhật thưa quý vị Đến năm 2026 thì mới có thể giao hàng được Không phải là ký ngày hôm nay Là ngày mai có hàng Mà tất cả đều phải theo hợp đồng Và phải chi trả trước Để mà các hãng dầu Mới có tiền Để mà đi khai thác các mỏ thưa quý vị Và bàn giao số lượng theo hợp đồng Không hề đơn giản là chỉ tung tiền ra mua rồi nó có sẵn trên thị trường vì không ai làm như thế thưa quý vị có thể nói rằng cái số lượng mà dầu mỏ là nước giật cần lên tới hàng triệu tấn do đó không có một cái công ty nào có thể đáp ứng mà bỏ tiền ra khai thác trước rồi sau đó mới đi bán ra ngoài thị trường rất là phiêu lưu giá có thể lên có thể xuống theo thị trường có thể lỗ Do đó là các hãng dầu khi mà ký kết với các quốc gia đều phải yêu cầu đưa tiền trước và phải chờ một thời gian rất lâu từ vài năm trước thưa quý vị và hiện giờ thì với cái thị trường dầu mỏ khí đốt khí hóa lỏng thì phải ít nhất 4 năm sau mới có hàng để mà giao theo hợp đồng vì các hợp đồng trên thế giới hiện nay đang phải được thực thi đặc biệt là trong cái bối cảnh mà đang có sự khủng hoảng về giá cả năng lượng vân vân thưa quý vị tức là các hợp đồng phải được thực thi trước khi mà thực thi các hợp đồng mới mà nước nhật thì hiện nay đang bị nước nga chơi sát vang thưa quý vị nói chung nhật thì có tư tưởng thù địch với nước nga và là một quốc gia của kẻ bại trận cho nên đương nhiên là không thích những quốc gia thắng trận như nước Nga đặc biệt là họ cáo buộc có những sự mà tranh chấp chiếm đảo vân vân thưa quý vị thì đó là tình thế của nước Nhật và đương nhiên là ông thủ tướng nước Nhật hiện nay rất đau đầu trong vấn đề giải quyết năng lượng cho nước Nhật và khi mà không có năng lượng thì chắc chắn các nhà máy sẽ phải giảm thiểu công suất phải giảm thiểu việc phát điện, phải giảm thiểu việc làm, vân vân Đẩy nước Nhật vừa lạm phát, vừa suy thoái và vừa bị tình trạng thất nghiệp tăng cao khiến cho những bất mãn trong xã hội càng tăng cao và khi đó thì không biết những chuyện gì sẽ xảy ra đối với các vị chính trị già của nước Nhật thưa quý vị. Do đó là rất là khó trong cái vấn đề mà vừa theo đuôi chính sách chống nhà liên minh với các nước phương Tây, các nước Âu Châu, các nước khối NATO và Hoa Kỳ vân vân. Thì đó là cái câu chuyện mà nước Nhật và trong cái vấn đề quân sự thì nước Nhật cũng đang rất mong muốn hợp tác với phương Tây với Hoa Kỳ để mà đóng các tàu gọi là tàu sân bay loại nhẹ thưa quý vị những tàu sân bay mà có khả năng mang khoảng 30 chiếc máy bay tìm kích chiến đấu hoặc là 5-6 chiếc trực thăng vũ trang chiến đấu vân vân Thì đó là cái câu chuyện mà nước Nhật hiện nay đang khốn đốn, sắp khốn đốn vì vấn đề chống Nga, vấn đề cấm vận Nga và bị Nga trả đũa thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Minh Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.